ngất ngây trước vẻ đẹp đầy bí ẩn ở thác Victoria hùng vĩ, hồ bơi của quỷ. Sau hàng nghìn năm xói mòn, nhiều hồ đã hình thành gần thác Victoria vĩ đại, và một trong số đó, ở ngay rìa, chúng ta sẽ được khám phá một hồ bơi có 102 bởi độ dốc tuyệt đối, tầm nhìn cao ngất ngưỡng xuôi theo chiều dài con thác và được đặt cho cái tên ẩn chứa đầy những điều huyền bí, hồ bơi của quỷ. Hồ bơi của quỷ thực chất là một hồ bơi tự nhiên nằm trên đỉnh thác Victoria ở Zambia. Nó thu hút được rất nhiều sự tò mò của những vị khách ưa khám phá bởi vì hồ bơi này chỉ có thể sử dụng vào mùa khô khoảng từ tháng 8 đến tháng 1 khi mực nước đủ thấp để du khách có thể bơi trong hồ bơi một cách an toàn. Xung quanh hồ bơi được bao bọc bởi những tảng đá lớn và chỉ cách đó một vài bước chân thôi, bạn có thể nghe và cảm nhận thấy những dòng nước đổ xuống hẻm núi mạnh mẽ tựa như âm vang rung trời của sấm. Tưởng tượng bạn có thể nhìn và bao trọn cảnh sắc của thác Victoria hùng vĩ khi đang thả mình trong dòng nước mát lạnh sảng khoái. Cảnh vật lúc ấy quả thực khó có một hồ bơi vô cực nào trên thế giới có thể sánh bằng. Ngoài ra, khu vực xung quanh còn là nơi sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã, khiến nơi đây trở thành điểm đến phổ biến cho những người thích phiêu lưu và đam mê khám phá thiên nhiên. Đẹp mê hồn là vậy, nhưng hồ bơi vẫn tiềm tàng những nguy hiểm. Vào năm 2009, một tai nạn hy hữu được cho là xảy ra tại hồ bơi của quỷ khi một hướng dẫn viên du lịch dũng cảm người Zimbabwe đã hy sinh sau khi lao xuống thác Victoria ở độ cao 90m trong lúc đang cố gắng giải cứu một du khách. Tuy nhiên, các phát hiện đã xác nhận rằng nó không xảy ra ở hồ bơi mà thực sự diễn ra ở nơi cách xa khu vực và được điều hành không chính thức bởi một doanh nghiệp. Trên thực tế, không có ghi nhận về ca tử vong nào tại hồ bơi của quỷ. Hầu hết các vụ tai nạn ở hồ bơi là do mọi người trượt chân trên đá ướt gây thương tích nhẹ. Những du khách đến đây được khuyến cáo chỉ nên tham gia trải nghiệm hồ bơi của quỷ khi đã có kỹ năng bơi điêu luyện cùng sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia. Đồng thời cũng không nên chủ quan mất cảnh giác với lưu lượng nước khổng lồ hơn 500 triệu lít nước cùng tốc độ chảy khủng khiếp của thác nước hùng vĩ này. Hồ bơi của quỷ là một địa điểm du lịch độc đáo và nổi tiếng, thực sự đáng giá để bỏ nỗ lực và công sức dành cho những người nghiện cảm giác mạnh. Hãy thử đến thác Victoria và trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, khám phá tại hồ bơi độc nhất vô nhị này.